Xin chào tất cả các anh chị nhà đầu tư. Chào mừng anh chị mình đã đến với kênh YouTube của em, kênh VXY Stock. Thì kênh của em là hỗ trợ những chị nhà đầu tư mình về chứng khoán. Thì hôm nay cũng lại là một ngày thứ tư, một ngày 20 tháng 3. Thì em cũng quay trở lại là một buổi video ngắn để cùng đồng hành với chị nhà đầu tư mình phân tích về những vận động của thị trường ở trong một phiên vận động ngày hôm nay, cũng như với các tín hiệu của các dòng cổ phiếu đang diễn biến như thế nào, để từ đó anh chị mình đang cầm nắm cổ phiếu hay là mình đang cầm những cái lượng sức mua, những lượng tiền thì mình cũng sẽ đưa ra được những chiến lược đầu tư tốt nhất. Nếu như những video của em mang lại kiến thức hữu ích và đầu tư hiệu quả thì anh chị mình có thể để lại một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh để ủng hộ em làm những buổi video sau tốt hơn và chia sẻ với anh chị mình nhiều hơn về những kiến thức trên thị trường. Thì đầu tiên anh chị mình sẽ thấy hôm nay là một cái phiên vận động có thể nói là rất cảm xúc của thị trường chứng khoán Việt Nam khi mà VN Index đóng cửa ở một cái vùng giá bao nhiêu anh chị? 1260, tương ứng tăng đâu đấy khoảng tầm 17 điểm đấy. Và với cái việc mà thị trường tăng 17 điểm ngày hôm nay á, trong cái sự ngỡ ngàng ngơ ngác của đại đa số đám đông những nhà đầu tư nào mà mình hô là thị trường sập, mình hô là thị trường rơi, và đặc biệt là mình nói rằng là thị trường ở đây phân phối hai đỉnh và chuẩn bị bước vào những quá trình downtrend, thì ngày hôm nay chính là một cái câu trả lời chính xác nhất của nhà tạo lập, của tổ chức và của thị trường đến với tất cả anh chị nhà đầu tư mình với những góc nhìn liệu là thị trường hai đỉnh hay là thị trường tích lũy uptrend để tiếp tục đi lên. Mọi người lưu ý nha. Thì với góc nhìn của em thì nếu như chúng ta đã đồng hành với nhau rất nhiều trong những buổi video vừa rồi, đặc biệt là trong buổi livestream ngày hôm qua khoảng tầm đâu đó gần 1 tiếng 30 phút và một cái buổi video cuối tuần khoảng tầm 47 phút, thì chúng ta đã ngồi lại bàn luận với nhau rất là kỹ về cái vấn đề thị trường có hai đỉnh hay không. Và với góc nhìn của cá nhân em thì rõ ràng đây không phải là một thị trường tạo đỉnh, cũng như không phải là một giai đoạn mà tổ chức họ phân phối, mà đó chính là giai đoạn tổ chức họ đang gom lại trong những quá trình sideways, gom lại những cái lượng hàng vùng giá cao. Thì bản chất cái nguyên lý mà khi tổ chức gom hàng và hấp thụ những cái lượng cung ở vùng giá cao thì anh chị mình sẽ biết được một điều là gì: chúng ta đã chuẩn bị cho một cái siêu cơ hội, một cái đại sóng tiếp theo của thị trường chung trong năm 2024. Cho nên bản chất nếu như mà chúng ta có một cái góc nhìn về thị trường, anh chị mình đọc vị được cái hành vi của tổ chức, mình hiểu được về những cái mẫu hình, thì mình sẽ tự tin trong việc anh chị mình cầm nắm những cổ phiếu mạnh trong quá trình mà thị trường có thể rung, có thể lắc, có thể chỉnh. Nhưng sau đó anh chị mình thấy không, những cái siêu cổ phiếu, những mặt cổ phiếu mạnh sau những nhịp rung lắc của thị trường, những phiên rung lắc của thị trường chung nè, những phiên rung lắc của thị trường ngày 12 nè, và sau đó những cổ phiếu mạnh có những trạng thái dòng tiền mới đi vào và xuất phát đi lên. Nguyên lý là không có một cái dòng tiền nào mà nó đổ vào, tổ chức họ đổ vào kéo giá và đẩy giá cổ phiếu đi lên mà trong khi đó thị trường nó sắp rơi, không có cái nguyên lý nào như thế cả. Cho nên bản chất tổ chức đánh giá đây là thị trường sideways, thì những cổ phiếu mạnh nó có dòng tiền vào thì anh chị mình sẽ tập trung vào những điểm mua với những cổ phiếu đó. Còn nếu như trong quá trình mà anh chị mình đầu tư, đặc biệt anh chị mình thấy đây là quá trình tích lũy kênh trên của thị trường, trước đó là một cái xu hướng tăng, mà nếu anh chị mình quá lo sợ về cái việc thị trường điều chỉnh, hoặc là mình quan điểm là thị trường này rơi, thị trường phân phối, thị trường sập như là cái năm giai đoạn năm 2023, thì đó là một cái câu trả lời trong ngày hôm nay của thị trường là rất rõ ràng, một cái phiên bật trở lại trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng của nhà đầu tư, mắt chữ A mồm chữ O, lưu ý kỹ ha. Đấy, cho nên tại vì sao mà cá nhân em ở đây mình đã lên một cái chiến lược, một cái kịch bản phân tích với chị mình rất rõ ràng, mà mình có những cái góc nhìn nó khác biệt, không phải là mình đi hô sập thị trường gãy để cho anh chị mình lo sợ, mình phát hết những cái lượng cổ phiếu của mình ra mình bán full để mình cầm full những cái lượng tiền, thì đó là sai lầm của chị mình. Tại vì trong uptrend nguyên lý của em, ví dụ anh chị mình chỉ hạ quy mô vốn khi mình cảm thấy rủi ro, và mình gia tăng quy mô vốn khi mình thấy cơ hội lớn xuất hiện. Chứ trong quá trình uptrend đừng bao giờ đi cầm tiền. Nếu anh chị mình cầm full cash, full tiền trong những phiên như ngày hôm nay, chắc chắn tâm lý anh chị mình sẽ cực kỳ mệt mỏi. Những cái trạng thái thị trường nó kéo xanh điểm lại như thế này, tâm lý cực kỳ bồn chồn. Và cái điều mà nhà đầu tư lo sợ nhất với những cái phiên thị trường xanh điểm là anh chị mình sợ cổ phiếu tăng. Mình cầm tiền mình không có cổ phiếu trong danh mục, lưu ý kỹ. Cho nên chị nào mà bán hết cổ phiếu trong giai đoạn này nó chắc là cực kỳ sai lầm, tại vì tâm lý mình nó quá lo sợ, lưu ý kỹ nha. Đấy, cho nên em cá nhân mình thì hồi xưa chị mình cũng đã từng mắc phải cái sai lầm này rồi, tại vì thị trường chứng khoán là một thị trường của tâm lý, mình phải trải nghiệm, mình phải trải qua, mình mới đúc kết và mình rút ra kinh nghiệm để sau này mình đầu tư nó tốt hơn. Ví dụ anh chị mình thấy trong giai đoạn mà em đã từng mắc phải sai lầm là trong quá khứ, cái giai đoạn của năm 2021 á, khi mà thị trường ở đây nó cũng có những cái giai đoạn là cái vùng sideways anh chị. Đây anh chị, đây là cái giai đoạn mà thị trường sideways nè, cũng thời điểm nó cũng rất nhiều nhà đầu tư nói là vùng phân phối hai đỉnh anh chị nha. Vì anh chị mình thấy không, đỉnh một nè, sau cái nhịp rơi thị trường bắt đầu nó giật lên trở lại nè, và
và anh chị mình nhìn những cái phiên mà thị trường nó xuất hiện những cái biên độ giảm giá này, rất nhiều những cái quan điểm về thị trường một đỉnh và hai đỉnh. Thì cái thời điểm này em cũng là một trong những người có một cái góc nhìn về thị trường hai đỉnh. Tại vì cái thời điểm này anh chị mình cũng biết là thị trường nó rơi rất là ghê, sau một số cái yếu tố thông tin về dịch bệnh Covid xuất hiện ở trong trong Hồ Chí Minh đó anh chị, thì bắt đầu nó ra những yếu tố thông tin cũng rất áp lực. Thời điểm đó anh chị mình đánh thị trường trong quá trình mà uptrend á, thì mình sẽ nhớ một điều là gì, thông tin xấu xuất hiện, thông tin bất ngờ xuất hiện liên tục. Ví dụ như trong giai đoạn đang tăng à, bất ngờ có phiên là ông tổng thống Donald Trump bị nhiễm Covid, mà thời điểm đó cái giai đoạn mà sơ khai về thông tin Covid mà nghe đâu mà có Covid là sợ lắm anh chị, sợ dã man luôn. Đấy, thì thời điểm này thị trường nó rơi một cái nhịp đâu đó khoảng tầm từ 1.200 về 1.000 khoảng 200 điểm, cực kỳ khốc liệt, rất nhiều cổ phiếu sàn la liệt. Đấy, nhưng mà cá nhân em thì mình không có bị kẹt trong giai đoạn này, mà thậm chí mình đã mua được từ những quá trình có những phiên bùng nổ theo đà và đi lên nè. Thì nhưng mà bản chất khi mà lên cao á, thì em là một trong những người mà mình có cái quan điểm về thị trường phân phối hai đỉnh, thì thời điểm đó là mình không có cầm được những cổ phiếu như Liên Việt anh chị. Cái sau này nó tích lũy lại mới mua được thôi, chứ cái giai đoạn đầu mình không cầm được Liên Việt, cho nên sau này mình mới biết á, một cái vị thế mà anh chị mua đủ tốt nè. Ví dụ đây cổ phiếu Liên Việt nè, chị thấy theo quá trình gì, quá trình test đáy một đáy nè, hồi test lại nè, đây là em mua nè, phiên này phiên mình mua Liên Việt nè. Sau đó mình tăng đâu đó khoảng tầm 20% là mình bán, thì mình sợ thị trường nó phân phối hai đỉnh thì mình không dám cầm lại cổ phiếu. Giai đoạn này nó cũng khốc liệt lắm. Sau đó anh chị mình thấy không, có nghĩa là mình nhận diện sai về cái giai đoạn của thị trường. Từ bản chất đây là giai đoạn tái tích lũy, cái vùng tương tự hiện tại là vùng hấp thụ sideways ở vùng giá cao sau cái giai đoạn BSI này, một phiên BSI này, những điểm BC buy in climax nè, hai điểm quá mua này, thì bắt đầu thị trường tái tích lũy là hấp thụ lượng cung ở vùng giá cao là bình thường. Nhưng mà do thời điểm đó em nhận diện sai cái vận động về chu kỳ, về giai đoạn của thị trường, thì bắt đầu mình bán là cổ phiếu. Và sau này anh chị mình nhìn lại mình thấy không, cổ phiếu của Liên Việt nó tăng lên bao nhiêu, nó tăng lên tới 19 luôn, nó tăng lên tới 19 nó mới đạt đỉnh nó rơi. Và thời điểm đó ví dụ như em bán á, là bán trong cây này nè, cái phiên này rủ cũng khốc liệt lắm anh chị, mình bán cây này nè, bán giá 8 anh, mua đó khoảng tầm giá 7.5 mà bán giá 8.5, ăn được khoảng một giá mười mấy phần trăm đó với những cổ phiếu Liên Việt. Thì sau đó mình nhìn cổ phiếu nó chạy lên 18 19 luôn, nhưng mà sau này mình đánh giá lại kỹ, mình nghiên cứu lại kỹ thị trường, thì mình mua lại trong phiên sẽ chặn dòng tiền với những cổ phiếu như là Liên Việt, mình lưu ý nha đó. Cho nên em cũng đã từng là những người mà mình mắc phải những cái sai lầm trong quá khứ, cho nên là vô tình chung thời điểm hiện tại mình thấy rất là nhiều nhà đầu tư mình, đặc biệt là số lượng lớn nhà đầu tư luôn. Em nói ngày hôm qua đi, sau khi mà em có một cái buổi livestream chia sẻ với chị mình về cái quan điểm là chiến lược trong vùng sideways, anh chị mình cần làm gì, thì bắt đầu em lướt trên những cái diễn đàn, ví dụ em lướt 10 cái bài phân tích về thị trường chứng khoán đi, có liên quan đi, thì hết đâu đó khoảng 9 bài là nói về cái yếu tố thị trường đạt đỉnh và rơi. Đọc có nhiều cái quan điểm người ta còn nói thị trường nó rơi về đâu anh chị mình biết không, có nhiều quan điểm người ta còn nói thị trường nó rơi về 1.130, nghe dã man rồi, thật là dã man luôn á. Nếu mà rơi về đây em nghĩ là chắc là cái cổ phiếu đều gọi là gì, đều là sàn la liệt với những cổ phiếu trên thị trường đó, đặc biệt cái dòng dẫn dắt thời điểm này chắc cũng là nát luôn á, với những cổ phiếu dẫn dắt như dòng ngân hàng. Còn nếu anh chị nào chưa hiểu về cái nguyên lý về vùng này là vùng hai đỉnh hay là dạng tích lũy, thì mọi người có thể xem lại buổi video ngày hôm qua, buổi livestream và cái buổi video ngày chủ nhật mọi người ha, để nó bắt cho chi tiết. Tại vì đầu tư đối với góc nhìn của em á, thị trường chứng khoán là một thị trường đa quan điểm, thì mình cũng bản chất cá nhân em ở đây là mình có một cái quan điểm độc lập, thì mình có những cái sự chứng minh cho anh chị mình đó. Tại vì sao mà em nói ở đây em nói thị trường sai quay, đó là vì cái dòng dẫn dắt anh chị là cái dòng ngân hàng, nó không phải là quá trình chạy nước rút và phân phối. Trên đó là sự khác biệt so với cái vùng hai đỉnh thị trường trong năm 2023. Đấy, cho nên thời điểm hiện tại nhiều nhà đầu tư mình đang nhận diện sai cái giai đoạn của thị trường, đặc biệt là không có nhìn được cái dòng tiền ở trong dòng dẫn dắt tổ chức họ đang làm gì. Ngày hôm qua anh chị mình thấy rõ ràng những cổ phiếu như VIP không? Em vẽ sẵn cho anh chị một kịch bản mua với những cổ phiếu như VIP. Hôm trước rõ ràng đây những cái điểm đỡ cung cực kỳ tốt nè, hàng T cộng ngay về đỡ giá và đỡ cung tốt nè, nhưng em sẽ không mua trong cây này. Mà mình biết những con này khi mà thị trường nó rung lắc trong ngày thứ hai nè, kiểu gì nó cũng sẽ tạo những điểm test lại anh chị mình ha. Sau điểm test lại nè, nguyên lý gì anh chị, điểm test lại kiệt với thanh khoản, kiệt với thanh khoản ngày hôm qua nè, trời ơi lượng cung không còn nhiều, thì cái nguyên tắc mà sau điểm rung lắc của thị trường test lại kiệt thanh khoản, dòng tiền vào thì sao anh chị, là điểm mua. Mọi người follow mình theo em tới bây giờ, mà nếu như mà ngày hôm nay anh chị mình không sẵn sàng và quyết liệt vào mua những cổ phiếu như VIP thì cũng không biết nói với anh chị mình như thế nào. Lưu ý nha, đấy, hôm nay là điểm mua chuẩn của VIP, trong room anh em mình cũng mua trong ngày hôm nay, hôm nay giá nào cũng cho anh chị mình mua, quan trọng nhất là mình đánh theo dòng tiền, thì phân tích A, B, C, D, X, Y, Z mọi thứ đi, nhưng mà khi dòng tiền vào đúng tiêu chí, đúng điều kiện, sẵn sàng lao vào chiến đấu, sẵn sàng lao vào mua, sai, tuân thủ các lỗ, chờ đợi cơ hội mới, đầu tư như thế nó mới gọi là đầu tư anh chị. Còn đầu tư nhìn thị trường hai đỉnh sợ à, bắt đầu à, hôm trước em cũng nói với anh chị mình về một số yếu tố thông tin đúng không, VN Express đi.
Thì bắt đầu buổi chiều ngày hôm nay mọi người cũng đã xem được một vài cái thông tin liên quan đến chủ tịch nước. Thì đó là thông tin mà em cũng có chia sẻ ngắn gọn với chị mình rồi, chỉ có một vài thông tin bất ngờ. Nhưng mọi người nhìn cái cách mà tổ chức nè, về cung cầu và dòng tiền nó phản ứng ấy. Thì anh chị mình thử đặt một câu hỏi đi. Nếu như mà ngày mai thị trường mở gấp đao và rơi, thì có phải những cái tổ chức dòng tiền đổ tiền vào đánh cổ phiếu như VIB ngày hôm nay mới chính là những người thua lỗ nặng nhất, chứ không phải là em và anh chị nhà đầu tư mình. Ví dụ em và anh chị nhà đầu tư trong room đi, hoặc mọi người đang mua cổ phiếu VIB ngày hôm nay, cùng lắm có thể hàng T cộng về mình sẵn sàng cắt lỗ 800 rồi ra về chờ cơ hội mới. Nhưng ngày mai nếu mà con người đã rơi thì tổ chức đổ bên này ngay cả 600 tỷ vào đánh cổ phiếu này. Và trước đó là cái quá trình mà họ gom một cái lượng hàng rất lâu của những cổ phiếu như VIB. Đây là quá trình tích lũy nên anh chị mình thấy không? Quá trình tích lũy rất là lâu, 6 tháng đổ tiền vào đánh lên, thì ai mới là cái người chết nặng nhất anh chị? Thì chắc chắn đó là tổ chức, tại vì làm sao mà phát được hàng, nó quý kỹ. Cho nên đôi khi em nói anh chị mình mà trong cái quá trình mà mình đầu tư biết nhiều quá cũng tốt anh chị, biết vừa biết đủ là thành công. Cho nên cái đỉnh cao của cái phương pháp mà hiệu quả đó chính là sự tối giản. Còn anh nói anh chị mình là mặc dù là mình phân tích theo dòng tiền theo cung cầu rồi, nhưng mà lại sợ không tin tiền vào lại không dám mua, thì thôi phân tích để làm gì nhiều anh chị. Còn với em đơn giản, tiền vào mình đánh, tiền phát mình bán. Lưu ý ha, lấy tiền vào hướng dẫn chị mình đánh. Và cái chiến lược trong cái giai đoạn sideways này của thị trường chung á, thì điều đó rõ ràng, thị trường sideways không phải là thị trường phân phối, cũng chả là thị trường rơi, cũng chả phải là thị trường đau chen. Cho nên cái việc mà chị mình nhìn nhận cái chu kỳ thị trường nó cực kỳ quan trọng. Đây là trạng thái tích lũy kênh trên, hấp thụ lượng cung. Đấy, trong một cái xu hướng tăng thì nó quá trình thì của thị trường chung nó phải mất khoảng 3 4 tuần, chứ chúng chưa phải nó lên ngay đâu. Đấy, ví dụ ngày mai nói chị mình nè, những nhà đầu tư nào mà cầm tiền, ví dụ vài phiên tới thấy thị trường tăng, cổ phiếu tăng, nay không chịu mua nè, vài phiên tới mà lao vào mua kiểu gì cũng ngay cái vùng biên trên. Cái vùng biên trên đó là quanh 1.275, thì mua ngay cái vùng biên trên mà thị trường nó rủ xuống phát nữa là bắt đầu cắt lỗ tiếp. Và trong cái biên sideways nè, không hiểu được cái vận động sideways trong cái biên đó, mua biên trên và bán biên dưới là lỗ hai đầu luôn anh chị nha. Lưu ý kỹ nha. Đấy, trên cầm tiền kéo vài phiên đó là FOMO lao vào mua là dính ngay cái vùng biên trên hết đó. Rồi bắt đầu dính biên trên rồi thua lỗ, rồi nó sẽ sinh ra một vài cái khái niệm ba đỉnh. Tại vì một đỉnh hai đỉnh được thì có ba đỉnh được chứ. À, mình lưu ý ha. Cho nên nhiều chị mình nói không biết đây là hai đỉnh hay là hai đáy, thì bản chất rõ ràng anh chị, nếu mà đây thị trường nó rơi nó phân phối thôi, cái cây ngày hôm nay thị trường không có yếu tố đỡ lại đâu anh chị nha. Và không, đặc biệt là không có yếu tố về dòng tiền nó vào đâu. Những cổ phiếu như VIP này, dòng tiền nó cần chảy vào những cổ phiếu này. Cho nên cái chiến lược của em trong quá trình sideways này á, là anh chị mình cứ tập trung theo dòng tiền, những cái điểm mua lúc này á, riêng ngoài dòng ngân hàng ra, những điểm mua còn lại tập trung đánh ngắn, đánh T cộng, ở đâu có dòng tiền ở đó có chúng ta. Đoạn sideways em nói chị mình mua lan man mình cũng lỗ nha, phải mua đúng mà cổ phiếu có dòng tiền thì anh chị mình đánh được, những cổ phiếu kênh trên và xu hướng đi lên. Ví dụ ngày em qua rung lắc ra cái điểm mua của Nam Kim, qua em mua mai hàng về đánh giá tiếp, nhưng đúng tiêu chí mua, đúng điểm mua là mình phải lao vào đó. Đó chiến lược mình đưa ra anh chị mình rất kỹ, sai tuân thủ các lỗ, lưu ý nha. Nhưng đúng tiêu chí mua là phải mua, nếu như mình đúng thì mình kiếm được bao nhiêu tiền, còn nếu như sai thì mình hạn chế được bao nhiêu tiền mình thua lỗ. Còn đầu tư mà cái gì anh chị mình cũng biết, Dow Jones anh chị mình cũng biết sợ nó giảm, rồi Bitcoin cũng sợ nó giảm, rồi đô la cũng sợ nó giảm, nhìn đâu cũng thấy sợ, rồi sợ tin tức, sợ không tin xấu, sợ biến cố xấu. Thì em nói anh chị mình là không bao giờ anh chị mình đầu tư được trên thị trường chứng khoán đâu, tại vì cái thị trường tài chính nói chung và thị trường chứng khoán nói riêng ngày nào cũng có tin tức. Đấy, lưu ý kỹ ha. Cho nên chị mình bán cổ phiếu mình cầm tiền thì mình đi đâu mình cũng thấy nó xấu, mình nhìn cái tốt mình cũng thấy nó xấu, mà mình nhìn cái xấu nó càng tệ. Lưu ý kỹ. Cho nên em là một người ở đây, thị trường tăng thị trường giảm, mình vẫn luôn đưa cho anh chị mình những cái góc nhìn cực kỳ khách quan về thị trường và về cổ phiếu. Ví dụ biên độ sẽ quay, có dòng tiền vào mình đánh, đánh những con cổ phiếu mạnh, có những cổ phiếu mà trong danh mục anh chị mình yếu, những cổ phiếu chưa hiệu quả nên cơ cấu ra, không nên cầm những cổ phiếu yếu. Tại vì sao? Thị trường ở đây sẽ quay, những cổ phiếu yếu là những cổ phiếu cực kỳ dễ bị điều chỉnh khi mà thị trường rung lắc hoặc là rũ bỏ, mọi người lưu ý á. Đấy, cho nên vì sao mình phải cơ cấu danh mục liên tục để nắm phải những cổ phiếu tốt nhất trên thị trường. Thị trường sẽ quay vẫn lo những cổ phiếu đi lên, chỉ nó rung lắc cái là VIB có dòng tiền vào thì chị mình tự tin mình chiến đấu nó. Đấy, cho nên khi mà dòng tiền nó quay trở lại với nhóm dẫn dắt như là dòng cổ phiếu, dòng ngân hàng là cực kỳ yên tâm cho chị nhà đầu tư mình, cái lực tốt anh chị ha. Đó, cho nên hồi xưa em cũng từng sai lầm rồi trong cái giai đoạn năm 2021. Cho nên cái đoạn này rất nhiều anh chị mình ngày hôm trước đó, tại cái phiên ngày mới ai trường giảm nè, hỏi em là có chốt MBB không em, hỏi em có bán MSB không em. Em vẫn nói chị mình riêng dòng ngân hàng ngồi im không làm gì cả. Đấy, ở đây anh chị nào trong đô bán hàng thời kiểm chứng lại, tại vì mọi phân tích của em thì trong đô bán hàng mọi người đều follow theo, lưu ý kỹ ha. Đấy, cho nên phương pháp thì mình đánh theo dòng tiền. Ví dụ nhiều anh chị mình thấy vào đánh ngắn hay đánh dài, không em chả đánh ngắn em cũng chả đánh dài, mà mình đánh theo dòng tiền
đánh theo yếu tố về mẫu hình hành vi của tổ chức, những cái trạng thái sóng dòng và điểm mua thì mình tự tin mua, đánh những chiến lược dài. Những cổ phiếu chưa có sóng, có dòng tiền trong ngắn hạn vào, sau điểm rung mắt xuất hiện dòng tiền vô thì anh chị mình tập trung đánh ngắn, lưu ý kỹ ha. Đấy, cho nên đôi khi nhà đầu tư mà đánh theo dòng tiền mà có sự tin tức á, thì cá nhân em mình không đánh giá cao, tại vì nó bị loạn về phương pháp anh chị, nó không có quan điểm rõ ràng đó. Cho nên ở một góc độ nào đó thì với vận động hiện tại mình sẽ đánh giá sơ lược của anh chị mình về những cổ phiếu dòng ngân hàng rất là quan trọng nha. Hôm nay khi mà VIP mà nó bước đi lên đó, thì anh chị mình thấy một cái tín hiệu là bắt đầu anh chị mình cũng sẵn sàng một cái cục tiền đi, ai mà cầm tiền thì chuẩn bị đi, ai cầm sức mua cũng chuẩn bị đi. Đấy, thì em sẽ lên cho chị mình chiến lược thời gian rõ ràng nè, thời gian nè, địa chỉ nè, rõ ràng nè. Chỉ chờ thời điểm vào là anh chị mình xông pha vào chiến đấu một cái trận đánh lớn, một cái con sóng tiếp theo, một con đại sóng chính sóng của dòng ngân hàng là cái nhịp sóng số 2. Và anh chị mình phải đặt cho mình một câu hỏi, ví dụ như những cổ phiếu như VIP trong cái nhịp đầu tiên đi lên mọi người không đánh được, thì bản chất trong cái nhịp số 2 đi lên của dòng ngân hàng mọi người phải có mặt trong đây để kiếm tiền. Trên VIP ngày hôm nay thì mình thấy rõ ràng không, mới một cổ phiếu như VIP thì giai đoạn vừa rồi em cũng mua mà trong room em mua từ chân sóng VIP luôn, nhưng đây là cái vùng mà em bán nè, bắt đầu nó vượt đỉnh mình theo, nó tạo pha tái tích lũy, thì đây là trạng thái gì? Nếu như đây là vùng phân phối của dòng ngân hàng thì thị trường chúng ta cũng là phân phối hai đỉnh, nhưng mà đây là dạng tích lũy, quá trình tích lũy anh chị em gom hàng gom cạn kiệt luôn. Em nói chị mình vùng này ai bán đi, bán đi rồi nhìn lại hôm nay phải mua cổ phiếu ngân hàng ở giá cao hơn rất nhiều. Anh chị mình trong giai đoạn vừa rồi những cổ phiếu MB nè, anh chị mình mua từ chân sóng nhưng mà anh chị mình lại không cầm được cổ phiếu. Cái điều quan trọng là gì? Mình phải cầm nắm được cổ phiếu đấy, cho đó là điểm quyết liệt mà trong room em không cho anh chị mình bán, và em nói chị mình cái lãi kép đó mới chính là kỳ quan thiên nhiên thứ 8 của thế giới đấy. Cho nên nhiều anh chị mình thấy bán cổ phiếu MB chờ nó chỉnh sâu mua lại, nhưng mà chắc anh chị mình thấy có chỉnh được bao nhiêu đâu, nó chỉnh vài ba cây rồi nó giật lại cái là bắt đầu anh chị mình thấy không? Bây giờ muốn mua là đều mua vùng giá rất cao hơn đó. Cho nên hôm thứ hai em đã nói với chị mình rất là rõ về cái tín hiệu gì, phân kỳ dòng tiền ở trong dòng ngân hàng và thị trường chung, phân kỳ về cái yếu tố về khối lượng, có nghĩa là gì? Thị trường cái phiên thứ hai thanh khoản 40.000 tỷ nhưng dòng ngân hàng thanh khoản không lớn. Đấy, mình nhìn qua thị trường nè, đây cái vấn đề mà nếu chị mình hiểu thì mình biết được là cái dòng ngân hàng là dòng tín hiệu cực kỳ tích cực cho thị trường, đó là điểm tốt anh chị nha. Nghe dòng ngân hàng dòng những dắt đâu bị bán tháo, đây anh chị thấy có lượng lớn hơn nè, nhưng mà nhìn vào MB nè có lượng gấp đi nè. Còn nếu như mà MB mà cây nào bị bán tháo có lượng nó đó khoảng tầm 100 triệu cổ phiếu thôi là mình phải đánh giá lại, có nơi nó có một cái nỗ lực bán anh chị, còn ở đây không có. Đã cho VIP ngày hôm nay là coi gọi là con cổ phiếu leader của dòng ngân hàng để dòng này bước vào cái nhịp tăng số 2. Đấy, đây cũng leader chạy trước à. Thì hôm nay VIP xuất hiện điểm mua, tự tin xông pha vào mua thôi. Nguyên lý thì đã nói chị mình rất là kỹ, vùng tái tích lũy kênh trên, tích lũy trong một cái xu hướng tăng là một trong những cái vùng tích lũy gọi là gì, nó sẽ tạo cho anh chị mình những cái vùng tích lũy tốt nhất trên thị trường. Em cực kỳ thích những cổ phiếu tích lũy kênh trên, em mình lưu ý nha, từ tích lũy kênh trên là tích lũy trước đó đã có dòng tiền và tổ chức ở đây họ đang chấp nhận ăn và gom lại những cái lượng hàng vùng giá cao, thì cái điều chắc chắn trong tương lai phải đánh từ vùng giá cao hơn nếu như họ muốn phân phối. Cho hôm nay điểm mua chuẩn hướng dẫn trong room vào lấy vị thế, những điểm mua tới em sẽ hướng dẫn chị mình thêm. Hay cho nên thời gian tới khi mà mình thấy VIP nó leader được cho cái dòng ngân hàng bước vào cái nhịp số 2 thì anh chị mình sẽ biết một điều là gì, hãy chuẩn bị sẵn sàng với dòng ngân hàng đi, những mã cổ phiếu còn lại trong dòng từng thời điểm nó sẽ luân phiên đi lên tiếp theo. Đấy, thì cái thời điểm nào em đã thấy được rất rõ cái thời điểm mà dòng ngân hàng những cổ phiếu còn lại đi lên rồi, cái phần còn lại là chủ nhật này, chủ nhật ngày hôm nay anh chị nha, hay chủ nhật là chốt là vào cái ngày bao nhiêu đây, là vào ngày 24, ngày 24 là vào ngày cuối tuần nè. Em đã lên cho anh chị mà trong room mình một cái chiến lược rất kỹ, mọi người chuẩn bị cơ cấu danh mục đánh tổng lực vào cái dòng ngân hàng cho em, tại đây là cái dòng leader mình phải đánh được cái tổng tiền vào đó. Chủ nhật em sẽ lên chiến lược cho anh chị mình để qua tuần sau, tại vì em nghĩ qua tuần sau là thời điểm sẽ các cổ phiếu ngân hàng tiếp theo đi lên, thì thời điểm đó em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình đánh chi tiết. Hay cái tính thời điểm mua nó rất là quan trọng, mọi người thấy không, cho hôm nay trước tiên con nào vượt đỉnh trước kênh trên mình mua trước là VIP, mình vào đánh trước. Những cổ phiếu còn lại ngân hàng thì mình vẫn nắm sẵn hàng vị thế, hôm nay em không mua con khác, mình chỉ mua đúng VIP thôi. Những cổ phiếu như ACB rõ ràng anh chị thấy tốt kỳ thanh khoản nè, đấy thì vùng này nó bật lên là tích cực nè, ACB bật lên tốt nè, nhưng mà liệu nó có lên chưa, em đánh giá đây chưa phải là thời điểm của những cổ phiếu như ACB nó bứt lên, mình lưu ý nha, thì nó vẫn trong cái biên tích lũy, nó vẫn trong cái biên sideways. Hả, một vài cổ phiếu ví dụ như là BIDV cũng tương tự nè, vẫn trong cái biên sideways này, mình thấy rõ ràng cái lực bật lực cầu vào tốt đúng không, thì hôm nay có thể gọi là lực bật một cái dòng tiền mà tổ chức họ đặt cọc vào rồi đó, sau quá trình họ gom hàng vùng giá cao nè, nay đặt cọc dòng tiền vào trước nè, nhưng mà nó sẽ chưa dễ dàng để bứt lên đâu. Cho anh chị mình cứ follow em, thời điểm đúng em sẽ hướng dẫn chị mình. CTG là cũng vậy, nay bật lên tốt nè, nhưng bản chất hôm nay không phải điểm mua của những cổ phiếu như CTG. Mình mua như thế nào mà để cho cổ phiếu mua xong là nó vào nhịp tăng luôn á, thì mình đánh sẽ cực kỳ nhanh, lưu ý kỹ nha.
và đây bản chất cũng là cái vùng tái tích lũy. À, anh chị mình, nếu như anh chị mình thấy một cái mô hình của DG nè ở đây nè, anh chị mình cứ nghiên cứu đi, mình nghiên cứu giúp em cái mô hình kênh trên của những cổ phiếu như DG ở đây, thì mình sẽ biết được cái thời điểm nào anh chị mình sẽ mua với những cổ phiếu ngân hàng còn lại. Đấy, còn để biết chi tiết thêm thì có thể anh chị mình đồng hành cùng em trong cái buổi coaching trong hệ thống khách hàng. Sẵn tiện ở đây thì buổi tối nay em sẽ thông báo với mọi người trong room luôn ha, với cái buổi coaching này đó, để cho anh chị mình lên chiến lược sẵn sàng cách đi vốn này, điểm mua như thế nào nè, cách phân bổ vốn ra sao nè, rất là quan trọng. Cho anh chị nào nhịp vội không đánh được ngân hàng, nhịp này phải đánh được. Đấy, cho anh chị nào cái dòng dẫn dắt nó mới là chân ái của thị trường, ai chơi ngân hàng thì cứ chơi. Em vẫn nói với chị một cái nhìn cực kỳ tích cực về dòng ngân hàng đúng không, em có chơi dòng banh đâu, ai chơi nó chậm thì cứ chơi đi, ai chửi nó chậm thì cứ chửi, nhưng em ở đây mình vẫn nói chị mình đây mới là cái dòng xương sống dẫn dắt cho thị trường năm nay và nó vẫn đang tiếp diễn. Thị trường khó có ngân hàng lo đúng không? Đấy, thời điểm này nó bật lên cực kỳ đúng thời điểm khi mà cái ranh giới giữa gì, giữa sự hai đỉnh phân phối và thị trường tích lũy nó cực kỳ mỏng manh, và hôm nay chính là câu trả lời đó anh chị. Đấy, câu trả lời rất đâm thép của dòng ngân hàng đây đang nói là gì, đấy là thị trường tích lũy, tại vì nếu như chưa phân phối không có thị trường phân phối nào mà hôm nay con VIP nó nổ lên một cây chậm cả. Lưu ý mọi người ha. Đấy, những cổ phiếu CTG nè, tích lũy kênh trên tốt nè, đấy nhưng mà chưa phải đi mua ngày hôm nay. Một vài cổ phiếu MB nè, nay MB bật tốt, rõ ràng đây là gì, đây là dòng tiền quá trình một đáy hai đáy nè, nhưng nó sẽ có một điểm mua chuẩn nữa. Hôm nay mọi người mua MB vẫn được nha, vẫn có điểm moi dòng tiền vào, nhưng mà điểm mua chuẩn nhất sẽ xuất hiện trong tuần sau. Tuần sau mới là điểm mua chuẩn nhất cho anh chị nhà đầu tư mà. Đấy, còn vùng này vẫn là vùng tích lũy cực kỳ tốt thì em vẫn cầm, mà em có bán ra những cổ phiếu MB đâu anh chị. Dù đây là trong cái room chiến lược VIP của em nè, room dài nè, anh chị mình thấy không, những cổ phiếu nè, hôm nay mình có bổ sung, mình mua thêm một cổ phiếu của VIP. Đấy, bạn trợ lý chưa cập nhật danh mục mọi người nha, đó có VIP mình mua hôm nay. Còn những cổ phiếu ngân hàng MB nè, vẫn cầm vùng giá 18, vẫn ngồi im bình thường, vẫn lãi 28%, lãi kép. Những cổ phiếu BIDV vùng giá 37, hiện tại lãi 38%. Những cổ phiếu MSB mặc dù biên độ lãi chưa lớn, nhưng tất cả những cái phần vị thế mà mình đã mua từ những cái vùng về vùng giá vốn tổ chức vùng chân sóng, vẫn nói chị mình nắm, không có bán ra bất kỳ cái vị thế nào cả. Và cái con dẫn vào em đang kỳ vọng một con sóng kép về điểm tiếp theo, nó sẽ xuất hiện ở dòng dầu khí. Đấy, thì mình đang có BVD và BVS với dòng dầu khí ở đây. BVD mình lấy vị thế có thể lỗ, nhưng bản chất nó vẫn đang trong cái tầm soát của mình. Tại vì đầu tư mà anh chị, có lỗ có lãi. Nhưng khi mình lỗ, mình hạn chế lỗ bao nhiêu tiền, lỗ ít nhất có thể. Nhưng khi mình lãi, mình phải lãi được tốt nhất, mình phải lãi được nhiều nhất. Thì đó là đầu tư, chứ đâu phải lúc nào mình mua cổ phiếu cũng ăn anh chị. Đâu phải lúc nào mình mua cổ phiếu cũng lãi đó. Những cổ phiếu như MSB anh chị mình thấy không? Rõ ràng, những con này đây thời điểm ngày hôm nay đỡ cung lên tốt cái dòng tiền này. Nhưng mà chưa phải thời điểm anh chị mình mua thêm. Cứ chờ đợi, sẽ hướng dẫn cho chị mình kỹ. Đấy, đây sẽ lên test đi test lại nữa. Đấy, ETB này, ETB này bật lên tốt nè, rõ ràng biên là cái biên gì, biên hấp thụ nè, nó tạo cái vùng kiểm tra cung cầu nè, kỳ khăn khoản nè. Thì nguyên lý anh chị mình xem đây là điểm kiệt cung có dòng tiền, điểm mồi dòng tiền ngày hôm nay của ETB. Đấy, một vài cổ phiếu tách cơm xung lực bật cực kỳ khỏe anh chị ha. Đấy, nhưng mà với những cái điểm bật như ngày hôm nay rõ ràng là dòng tiền, đây không phải là nhà đầu tư cá nhân mua đâu, dòng tiền của tổ chức nó bật trở lại nè, và nó xác định đây là cái biên gì. Rõ ràng đây là cái biên sideways, biên tích lũy của những cổ phiếu như là Techcombank, tại vì nó rủ về biên dưới kỳ thanh khoản, dòng tiền cầu vào nó sẽ bật về biên trên, bật về biên trên để kiểm tra lại cung cầu. Lưu ý thì cái nhịp tới mới là điểm mua cho chị mình tắm vào một cái nhịp tăng số 2 với những cổ phiếu như là dòng ngân hàng. À, hôm nay chỉ có một cổ phiếu nó gọi leader là bất chước là VIP là ưu tiên đánh cho anh chị mình, tại vì con leader con bật trước này, đỡ con trước và test lại trước này. Thì một vài cổ phiếu ngân hàng khác nó còn một điểm test đây nữa. Tại vì sao mà em lại phân tích như thế? Thì bản chất phải phân tích khách quan với chị mình, chứ không phải là hô hào gì đâu anh chị. Mình luôn luôn có góc nhìn khách quan. Thì bản chất ở đây là thị trường mà chúng ta là thị trường sang quay. Và mọi người lưu ý một điều là gì? Lượng cung ở đây rất lớn. Lượng cung rất lớn nè, khối lượng rất lớn nè. Thì thị trường ở đây bây giờ có thể là ngày mai nó mở cái gấp up lên thì nó cũng bị gì? Bị sách ao ngược lại tiếp mà. Tại vì đó là cái giai đoạn sang quay, là giai đoạn tổ chức họ kiểm tra cung cầu liên tục. Kiểm tra cung cầu liên tục anh chị. Cho nên cũng sẽ đánh biên trên biên dưới nè. Nếu như mà thị trường ở đây mà nó đánh được giữ được cái biên sideways kênh trên đó nha, thì thị trường này càng mạnh. Đấy, giữ biên giá cao nè thì nó càng mạnh, sẽ đánh theo cái biên này nè đó. Cho nên nhà đầu tư nào mà cầm tiền á, kiểu gì anh chị mình FOMO và cũng đu ngay cái vùng biên trên, còn nó rủ về lại vùng biên dưới là đi cắt lỗ ra, rồi sau đó cũng phải rút chân về vùng biên trên. Cho nên lưu ý đoạn này phải tập trung vào những cổ phiếu mạnh, những cổ phiếu có dòng tiền và vượt đỉnh thì anh chị mình đánh nó mới hiệu quả. Còn những cổ phiếu này trong danh mục của em, của mày, con nào mà chưa hiệu quả là em cơ cấu á, đó là người đầu tư anh chị cơ cấu liên tục, cho nên mình cầm những cổ phiếu mạnh rồi mình ngồi im, lưu ý ha. Đấy, cho đây là thị trường sẽ quay, cho ví dụ thị trường nó lên biên trên nè thì nó sẽ có những điểm nó quay về test lại. Thì cái nguyên lý anh chị mình lưu ý giúp em nè, cứ sau những cái điểm rũ nè, sau những điểm rung lắc nè, dòng tiền vào là điểm mua. Đấy, cho nên thời điểm ví dụ có ngày mai sẽ không còn điểm mua nữa đâu, em nói thật, ngày mai có thể mình sẽ không bao giờ mình mua, ngày mai mình ngày mốt á mình sẽ không mua cổ phiếu nữa, và đặc biệt ngày mai là cái ngày về đáo hạn phái sinh,
thì một số cái sự biến động, sự khó lường nó cũng có. Đấy, thì ở đây em chia sẻ với chị mình luôn về cái tài khoản hôm trước em nói chị mình MB đúng không? Hôm trước nó cũng bị hơi xui, có nghĩa là mà xui cũng đúng thời điểm á chị. Lúc mà em bị gọi là gì? Mình bị đáo hạn á, cái tài khoản này do em cầm cầm nắm dài MB mà mình đánh full margin luôn. Cho nên thành ra là nó bị đáo hạn tới nợ á. Cho nên là hôm trước là cũng bị bán cùng giá 24 chấm mấy. Em nhớ không nhầm tại tại khi bán xong cũng không có xem. Hôm qua em có mua 5 kim chung với anh chị trong room khách hàng á, qua có mua 5 kim 10 ngàn nè. Đấy, còn cái phần còn lại mà sau khi bị giải chấp á, là vẫn còn cầm 15 ngàn ở đây. Anh chị thấy phần trăm lãi không? Khoảng 29% với MB. Chứng tỏ là mình đâu có bán gì đâu. Còn phần trước đó thì bị công ty giải chấp bán rồi, thì mình chưa có mua lại. MB mình sẽ hướng dẫn cho chị một điểm gia tăng để bước bước vào nhịp sóng số 2 trong tuần sau. Đấy, cho nên chị mình cứ lên chiến lược sẵn sàng. Vị thế trong room này vẫn có tốt là chị mình thấy không? Cho nên đây mới là cái lãi kép. Nó những cái vị thế mà anh chị mình mua từ chân sóng, ngồi im thôi. Đôi khi đầu tư nó dễ lắm chị. Không, đôi khi đầu tư mà mình cứ mua đúng điểm rồi mình chờ đợi thôi, hết chu kỳ mình bán. Không phải cần mà nhảy ra nhảy vào, nhảy vào nhảy ra. Nó chiến lược dài anh chị nhé. Cho nên trong room em phân bổ chị mình rất rõ ràng, đây là chiến lược dài đánh sóng dòng nè. Đấy, còn đây là chỉ một T cộng nè, chiến lược là vào nhanh ra nhanh nè, đánh những cổ phiếu có dòng tiền nè. Mình lưu ý ha, cổ phiếu có dòng tiền mình đánh. Đấy, thì đây còn bốn mã Khang Điền nè, lãi 11-12% nè anh chị mình ha. VCI nè, cái này ngày hôm qua, cái này thống kê của ngày hôm qua mọi người nha. Đấy, VCI nè, lỗ 400, hôm nay cái VCI cũng tăng được 3%, cũng đỡ lỗ. DG lại 800 nè, Nam Kim hòa vốn. Đấy, đây là một T cộng, đánh ngắn thì vào đây, đánh dài thì vào đây. Chiến lược phân bổ cho anh chị mình nó rõ ràng. Đấy, một vài cái vận động tiếp theo, ví dụ anh chị mình nhìn sơ lược về những vận động cổ phiếu của VB đi. À, VB này cũng bật lại không? Về hỗ trợ biên dưới. Nhưng mà một số cái vận động của VB em nghĩ giai đoạn này sẽ mất thời gian hơn. Tại vì cái thế cổ phiếu nó quan trọng anh chị. Ví dụ tại vì sao hôm nay em hướng dẫn chị mình mua con VIB? Tại vì cái xu hướng là xu hướng tăng. Cái kênh cổ phiếu là kênh trên. Hôm nay nổ phát là vượt đỉnh. Tới đây là cái vùng giá có thể nói là cao nhất. Cao nhất trong vòng đâu đó gần 2 năm đổ lại đây của những cổ phiếu như là VIB. À, lưu ý con VIB em nói chị mình hồi xưa đó nha. Khi mà nó vào một cái nhịp tăng chính sóng, đây là cái phiên ngày hôm nay phân kích hoạt cho cổ phiếu bước vào nhịp chính sóng rồi nè. Nhịp chính sóng là xuất hiện rồi nè. Nó bọc như một cái quả tennis anh chị mình thấy không? Đây là vùng tích lũy lớn nè, cái pha SOS và nó rủ lại test đỉnh nè và nó bật lên. Thì đây là nhịp nó bước vào giai đoạn chính sóng của những cổ phiếu như là VIB. VIB thì những cổ phiếu này tính đầu cơ nó rất cao. Hồi xưa em có đánh VIB cho một cái giai đoạn mà nó tạo mô hình cốc có tay cầm nên anh chị. Rủ test lại nè, đây cũng mô hình tương tự nè. Anh chị mình thấy nè. Đây là một cái quá trình tích lũy lớn của những cổ phiếu như VIB này. Nổ lên đầu test lại sau đó tạo những điểm bật lên, bật tăng trần này. Kích hoạt dòng tiền này. Dòng tiền này, anh chị mình thấy không? Thì những con này nó sẽ có một cái nhịp chạy đầu cơ cũng rất là cao. Cho nên mọi người kiếm được 30 40% trong nhịp tiếp theo của VIB là bình thường. Cho nên sẵn tiện mình nói về cái sự kỳ vọng ha. Riêng với dòng ngân hàng đã kỳ vọng là phải kỳ vọng lớn. Với những phiên kích hoạt chu kỳ như VIB ngày hôm nay á, thì mọi người trước mắt mình kỳ vọng có thể là về đâu đó quanh vùng 27. Về đây ha, trước mắt là 27. Tiếp theo là kỳ vọng target đỉnh cũ là quanh vùng 30. Đấy, đó chốt chặn cuối cùng là 30. Thì từ đây mà mình về 27 nó còn nó đó khoảng tầm 15%. Còn về 30 nó sẽ rơi vào khoảng đó tầm 30%. Đó target của em với những cổ phiếu VIP. Mua đúng điểm thì cứ kỳ vọng. Tại vì ước mơ đâu bị đánh thuế đâu anh chị. Đấy, mình lưu ý ha. Một vài cổ phiếu ví dụ như Vietcom này cũng đẹp đó anh chị. Vietcom đây nè. Đó chị mình những cổ phiếu Vietcom nó cũng giống VIP, nó quay về test lại phải SOS nè. Mô hình gì, mô hình cốc có tay cầm nè anh chị mình ha. Đấy, đây cốc có tay cầm nè. Cốc nè. Có phần tay cầm nè, xác nhận dòng tiền nè, rủ lại test kiệt thanh khoản. À, điểm hay là gì, kiệt thanh khoản, tạo cái vùng kiệt thanh khoản, dòng tiền xác nhận vào nhưng VIB là điểm mua, đơn giản quá chị. Đấy, một vài mã cổ phiếu ví dụ như Tiên Phong chị thấy rủ là kiệt thanh khoản nè, về vùng giá vốn tổ chức này bật lên và mình thấy rõ ràng không, những cái dòng dẫn dắt này vùng tổ chức họ gom hàng thì càng rủ lượng càng kiệt đi nè. Đấy, hành vi gom hàng rất rõ ràng đúng không, cho nói chị mình rồi, cái dòng dẫn dắt mà nó còn sống nhăn răng ở đây thì đây là thị trường tích lũy chứ không phải là thị trường phân phối nha. Còn một thị trường phân phối á, thì vui lòng anh chị mình xem lại cái buổi video trước. Còn với nhiều nhà đầu tư nào mà cái quan điểm thị trường này là thị trường phân phối á, thì có em nghĩ là anh chị mình sẽ không phù hợp để xem cái kênh của em. Thì kênh của em đây là nói anh chị mình về vùng tích lũy để chờ đợi một cái siêu cơ hội xuất hiện. Thì hôm nay bắt đầu cơ hội nó tới rồi đó anh chị. VIP là cơ hội mở màn này, cho dòng ngân hàng anh chị ha. Đấy, một vài cổ phiếu tiếp theo riêng lẻ, ví dụ ngày mai đi. Ngày mai anh chị mình thấy một vài cổ phiếu dầu khí cũng đang tích cực nè. VB Bank nè, lộ lộ mà BVD nè, rủ kỳ cánh khoản. Thì cái nguyên lý những cổ phiếu ví dụ của Bico rủ kỳ thanh khoản đó là điểm tích cực anh chị, test cung nè. À, những con này nó vào trend rồi, riêng với những cổ phiếu như BVD là nó vào cái xu hướng rồi. Thì phần còn lại là gì, phần còn lại là lịch sử thôi, phần còn lại là anh chị mình cầm nắm thôi. Ví dụ đây mà có điểm xác nhận tiếp tục dòng tiền vào anh chị mình đánh thêm vẫn được, cứ sau điểm rủ kỳ thanh khoản có dòng tiền vào là điểm mua. Những cổ phiếu như BVS rồi nè, anh chị mình đang là test cung nổ gì nổ nè, rủ test cung lại nè. Ngày mai mà em nói chị mình dòng tiền nó vào nó bắt được cái vùng 39 mà khối lượng đó tầm khoảng 20 triệu cổ phiếu, tự tin đánh thêm, tự tin gia tăng thêm với những cổ phiếu dầu khí. Và năm nay
Sau cái dòng ngân hàng là dòng dẫn dắt, anh chị vọng xuất hiện một cái con sóng của dòng mà dòng kép thì nó sẽ cùng nhau đi lên, một con sóng kép anh chị ha. Tại vì dòng dòng dầu khí là cái dòng là tích lũy kênh trên, BVS tích lũy 6 tháng kênh trên rất lâu rất dài, lưu ý. Những cổ phiếu BVD mà tích lũy kênh trên mà nó bước đi trước rồi thì mình chờ đợi cái sự lôi kéo đi lên của những cổ phiếu còn lại để nó xuất hiện một con sóng của dòng dầu khí mọi người ha. Đấy, cho anh đủ cái sự kỳ vọng của mình đó. Một vài cổ phiếu ví dụ như gap nè, gap nè, tiền vào nè, tiền vào rủ lại đây pha D, mọi người lưu ý nè. Với những cổ phiếu như gap á, một cái pha D thì nó chỉ mình đòi pha D là cái pha mà nó đánh phải cực kỳ vất vả, có nghĩa là gì, nổ lên là rủ lại là nổ lên nè, nổ lên là rủ lại nè, nổ lên là rủ lại nè, nổ lên rủ lại nè, nổ lên sẽ rủ lại, nổ lên sẽ rủ lại, đánh liên tục như thế, giống với MWG. Hôm nay chị thấy MWG gần trần đúng không, anh chị nào mình hiểu về cái mô hình mà những con này đánh sideway up á, em nói chị mình sideway up cho một cái pha D rõ ràng, đây pha D nè, đây là gì anh chị, mô hình tạo đáy VSA nè, điểm rũ bỏ spring trong một cái pha C, sau đó bước vào cái pha D. Thì các pha D cái nguyên lý là gì, à mẫu hình này để cho anh chị mình hiểu ha, mô hình tạo đáy VSA nè, thì khi mình bước vào một cái pha D nó đánh rất là vất vả, cứ nó lên là nổ rủ lại, giá pha C nè test lại thành công nè, nó bước vào cái pha D là lên là rủ LBS, lên là rủ LBS, thì lên này là rủ LBS nè, rủ nè, rủ gió lên rủ nè. Trên những con như MWG anh chị muốn mua nha thì cứ canh mà nó rủ LBS thì mình mua, cứ lên nổ lên thì mình bán, còn mà những con này mà nó chỉ mình đánh chạy nổ á, là rủ thì mình là mệt mỏi luôn á. Đấy, cho nên nhiều giờ thấy MWG nó sẽ khoan, nhưng nếu quan trọng nhất là gì, mình hiểu được mẫu hình á. Đấy, mình hiểu được mô hình thì mình sẽ đắp rất là dễ mình đánh những con này đó, thì đó cách anh chia sẻ với chị mình tùy về cái hữu vị anh chị mình đầu tư thôi, chứ em không đánh một liều gờ. Đấy, nó giống như là gì, nó giống như là một con thú cưng á, mà nếu anh chị mình hiểu nó, mình huấn luyện được nó thì mình sẽ rất dễ để dạy cho nó tốt tính, còn nếu như mình không hiểu ý nó, mình làm sai thì anh chị mình thấy không, nó rất dễ quay qua nó hành động như mình đó. Cho nên bản chất mình cũng phải hiểu được cái hành vi của tổ chức trong cái cổ phiếu mà anh chị mình muốn mua, quan trọng nhất là khi mà anh chị mình xuống tiền mình mua một cổ phiếu mà mình biết à, lý do vì sao mình mua, đó là cái điều cực kỳ quan trọng, mình đầu tư như thế nó mới bền vững, lưu ý. Đấy, còn anh chị mình mua vì dòng tiền mà lại bán vì tin tức, đấy thì với em không đánh giá cao. Đấy, cho một số cái vận động tiếp theo, à hôm nay có HAG đi, nhiều anh chị mình cũng hay hỏi em về con HAG, thì thật ra riêng với con HAG này á, em phân tích với chị mình nhiều rồi, anh chị mình riêng HAG em sẽ không cho room mua, nhưng mà nếu anh chị là muốn mua thì con này nên đánh riêng lẻ, chứ mình không hướng dẫn anh chị trong room mua nha. Và mẫu hình của con HAG này á, nó thuộc diện là gì, mẫu hình trong mẫu hình của mẫu hình, thì cái đầu tiên á, tại vì sao mà em lại nói như thế, thì mẫu hình lớn nhất của những cổ phiếu như là HAG đó chính là gì, đó chính là một cái mẫu hình 10 năm, mẫu hình 10 năm của những cổ phiếu như là HAG nha, từ giai đoạn có thể nói là cực kỳ lâu luôn anh chị mình, nhìn ở chạc tuần này mình sẽ thấy rõ ràng này. Đây là quá trình tạo đáy VSA anh chị mình ha, những cái dạng mô hình VSA rất là lâu, mô hình cực kỳ to luôn nè. Đây trạng thái tái tích lũy phải tuyết rất lâu ở chạc kháng nha, và tiếp theo mình nhìn ở một cái chạc tuần nè thì anh chị mình thấy nó cũng tương tự luôn, nó không khác gì luôn anh chị, mình nhìn rõ ràng đây là một cái chạc tuần nè, thì đây cũng là cái mô hình gì, cũng là mô hình tạo đáy VSA anh chị mình thấy không, đây cái pha mô hình tạo đáy VSA nè, và nó đang trong cái pha nào anh chị, nó đang trong cái pha gì, pha tái tích lũy, pha SOS, pha tái tích lũy lại nè, sau một cái nhịp mà bắt đầu nó vượt đỉnh kênh trên là tái tích lũy nè, và cái pha D của cổ phiếu nha, AG nó huy động dòng tiền cực kỳ to, thì những con này tái tích lũy lại là trạng thái gom hàng khối lượng càng ngày càng thấp đi, thì đây là một tín hiệu cực kỳ tốt như cổ phiếu nha AG, anh chị thấy đang chặt tuần nha, pha SOS kênh trên, và khi mà nó bứt một cái pha SOS này á, nó sẽ vào giai đoạn chín sóng, cho nên cái câu chuyện con này nó có câu chuyện riêng lẻ thì nó có, em thì mình cũng nghiên cứu con này đó. Đấy, mà mình thấy rõ ràng cái hành vi tổ chức họ gom hàng tích lũy để chuẩn bị cho một cái setup, một câu chuyện rất là to, rất là lớn ở trong trong giai đoạn của năm nay. Cho nên là ở một góc độ nào đó thì anh chị nào mà thực dạng là mình phải hiểu con này, anh chị mua mình đánh dài, đánh hết năm 2024 này luôn á, thì mình nên chú ý con HAG. Em sẽ không kiến nghị trong room, nhưng chị nào trong room này bên ngoài mình xem mình follow con này thì mình cứ nhớ em. Đấy, em nghĩ con này ví dụ mà đúng đánh nhịp phải về 30. Tại vì nó vào một cái file em một con sóng với cổ phiếu đầu cơ nha HAG. Cái việc mà 30 thì nó không phải là cái gì đó nó quá xa xỉ đâu gì. Đấy, lưu ý kỹ nha, tại vì thấy cái mẫu hình gom hàng tích lũy rất lớn. Đó. Không phải ngày hôm nay em mới nói anh chị nha, mà hôm trước ví dụ như trong room á, nhiều anh chị nào mà mình muốn tham khảo HAG này, em cũng đã nói anh chị mình rồi đúng không, HAG nè, HAG là cổ phiếu uptrend mẫu hình và SOS rất lớn đáng chú ý cho một nhịp tăng tốc. Đấy, em tính là cái buổi coaching, à ok, buổi chủ nhật này coaching em sẽ phân tích với chị mình trong cái hệ thống nha, ai muốn mua thì buổi coaching đó em sẽ hướng dẫn anh chị mình cách mua của HAG này. Đấy, mua có thể chích rồi thay vì mọi người gửi tiết kiệm đi thì anh chị mình phải chú ý con HAG, mình bỏ mà không đánh nhiều đó, anh chị mình có 1 tỷ mình đánh tầm 200 triệu HAG thôi, có như phần tiền đó mình cứ để một bên, để vào cái tủ két sắt đi, mình quên nó đi, hết một năm sau mình nhìn lại
Lưu ý nha, đấy, coi như là mình gửi tiết kiệm, không còn phải đánh lên vào con này đâu, tập trung tiền lớn đánh vào sóng dòng thì nó tối ưu hơn. Nó còn con này đôi khi có câu chuyện riêng lẻ thôi, còn cái game nó rất là hay anh chị. Đấy, thì em cũng chưa tiện mục đích ở đây, cho nên là chủ nhật em sẽ phân tích chị mình thêm trong hệ thống khách hàng nha, trong cái buổi coaching. Đấy, cho mọi người là ai mà muốn tham gia vào cái buổi coaching này á, thì mọi người cứ liên hệ với bạn trợ lý là bạn Hải Anh qua số Zalo là 0945866915. Bạn Hải Anh sẽ hướng dẫn cho chị mình thủ tục để mình tham gia vào room. Bây giờ mọi người mà mới tài khoản của VBS á, sẽ được miễn phí duyệt 0% trong 6 tháng cùng với một số chương trình chính sách ưu đãi về mặt sim. Đấy, 6.8% mọi người ha. Đặc biệt là chúng ta đồng hành cùng nhau để chiến đấu cho một con sóng tiếp theo của thị trường. Vì nó thị trường năm nay là một thị trường siêu cơ hội mà, không phải thị trường rủi ro đâu. Đấy. Quan trọng nhất là thời điểm mua và cách đi vốn của chị mình như thế nào, thời điểm này hiện chị mình đi vốn nó phải như thế nào. Thời điểm này em không khuyến khích chị mình đánh margin. Đấy. Mình tập trung đánh margin mà tỷ trọng lớn nhất khi mà thị trường nó bước vào nhịp số 2 á. Còn vùng này là vùng thị trường sideways. Ví dụ anh chị thấy hôm nay thị trường xanh lá test lại đỏ là bình thường, chỉ đó là biên chất của vùng sideways mà. Đấy, vừa quay trở lại với cổ phiếu HAG đi, thì đó là nãy gì cái chẹt tuần, chẹt tháng á, mình nói phân tích với chị mình. Còn bây giờ phân tích về chẹt ngày nha, phân tích về chẹt ngày đây cũng là một cái pha xê này anh chị mình ha, đây cũng là mô hình viết đây luôn, mô hình viết đây chẹt ngày nè. Và nếu như mình nhìn lớn ra cũng một cái pha SOS nữa nè, quá trình tích lũy lớn nè, đỉnh cũ nè, pha SOS anh chị nha. Và trong cái SOS này cũng là mô hình gì, mô hình viết đây điểm spring nè. Ngày hôm qua có một số anh chị mình trong buổi livestream mà em về có em có theo dõi HG này không, anh chị không biết anh chị mình có xem video này không, nếu như có đây lại phím một giúp em nha. Nếu anh chị mình còn nhớ cách mà em phân tích HG, đây rõ ràng điểm spring này. Nếu mà tuần hưởng HG cây này là hay sàn, nhưng đây rõ ràng là điểm rũ, kiệt thanh khoản, dòng tiền quay lại. Thực ra nếu chị mình mua hôm nay điểm mua, điểm mua thứ nhất của HG nha, thì những con này nó sẽ bước vào cái pha D, đây xác nhận cho pha C này sẽ bước vào pha D, và pha D của con HG này á, nó đánh sẽ rất là vất vả. Lưu ý kỹ nha, xác định trước mua ngày hôm nay phải cầm được. Đấy, ví dụ lên rủ tới rủ ở đây rồi lên rủ lên rủ lên rủ à. Rồi sau đó bước vào nhịp chính, cho nên xác định đánh con này phải đánh lâu, đánh dài, phải trường tồn vốn được và phải lì với HG. Tại vì con HG này trước khi lên lúc nào cũng rủ ghê đó anh chị. Ở đây cũng tương tự, trước khi lên anh chị mình thấy không, nó rủ không, rủ như này anh chị mình chịu nổi không. Sau đó nó hồi lên nè, pha đê nè, spring nè, đây rủ điểm rủ cuối spring ấy. Cho đó anh chị mình thấy nó hồi lên một cái pha đê nè, lên rủ LBS nè, xong bật lên rủ LBS, bật lên rủ LBS, tôi mới xác nhận vào sóng. Lưu ý kỹ ha, đấy, đó kịch bản phân tích trước. Và mình nhìn HAG pha SOS này á, nó cực kỳ giống với DIG, cực kỳ giống với DIG trong cái giai đoạn bao nhiêu, giai đoạn của năm gì anh chị, năm 2021. Lưu ý cái phiên HAG ngày hôm nay rất giống với ngày 28 tháng 9, thì sau đó còn điểm test lại nữa trong cái pha C nữa anh chị nhé. Đấy, cho nên sẽ test đi test lại liên tục á, cho nên đó chị mình xác định đánh á, thì HAG dù đỏ chị mình canh mua trong một cái pha LBS. Đó cho mình phải hiểu về hành vi mẫu hình thì mình mới đưa ra cái chiến lược đầu tư anh chị. Đấy, một số phần đồng cổ phiếu chứng khoán ấy, thì trong em cầm VCI. Thật ra VCI là cổ phiếu kênh trên xuống lên thuộc dạng là mạnh nhất của dòng chứng khoán. Nhưng mà em có một cái quan điểm như thế này về VCI nha. Em phân tích với chị mình cực kỳ khách quan luôn. Thì riêng của cổ phiếu VCI, đây không phải là một cổ phiếu xấu. Lưu ý ha. Thì những cái điểm bật như ngày hôm nay biết con lẹt lực nó cũng tốt á. Nhưng tuy nhiên khi mà nó bắt đầu nó mở pin nó đi lên mà nó quay về nó test lại với một cái cây mà nó bị tuôn ra một cái khối lượng tương đối lớn á, thì cá nhân em ở đây mình phải đánh giá là rất kỹ cổ phiếu VCI, đánh giá rất kỹ anh chị nha. Đấy, nếu như mà ngày mai dòng tiền mới vào bứt được cái vùng 54 thì em sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh chị mình nắm thêm với những cổ phiếu như VCI. Còn nếu như mai mà test lại bị fail á, em sẽ hướng dẫn cho anh chị mình bán luôn với cổ phiếu VCI. Thì vùng này mình bán thì cũng không có lỗ nhiều đâu, hôm trước em mua quanh 5253 thì bây giờ nó cũng quanh 5253 ở đây thôi, không có lỗ nhiều. Rồi cái cách mà mình mua những cổ phiếu mạnh anh chị mình nào, nếu như mình sai mình cũng sẽ hạn chế được thua lỗ, mình không lỗ nhiều với những cổ phiếu này. Lưu ý nha, đâu VCI, tại vì khi mà nó bứt đi lên á, thì thường sẽ không có một áp lực bán ra, mà cái phiên ngày 22 lượng cung này lớn quá nó bị sàn luôn anh chị, sau rút chân lên á, thì mình cũng đang đánh giá kỹ lắm cổ phiếu VCI. Cùng với đó là mình có mua DG nữa nè, cũng đang có mua DG. Thì bản chất anh chị mình nào, DG rõ ràng là gì, test tạo lượng gấp này đã cũng lên tiếp nè, thì những con DG xung đột rất mạnh. Đấy, chị mình thấy những cổ phiếu như DG dòng tiền vào cực kỳ ghê luôn. Thị trường nào có thị trường nó sắp gơi sắp kỹ mà dòng tiền đầu cơ nó vào đánh DG tăng trần. Phiên ngày hôm nay là 2.300 tỷ về tổ chức khắc phục hết nè. Anh chị nào mua trong phiên này về đều lãi đúng không? Đấy, lưu ý ha. Cho nên vị thấy mua tốt trong room thì bây giờ anh chị mình ngồi im mình gồng lãi thôi. Đó, Khang Điền rồi cũng vậy nè. Tại Khang Điền thì bây giờ vùng này sẽ nó tích lũy lại nha, bắt đầu xuất hiện một cây lượng cung ra nè. Thì nguyên tắc là trong quá trình uptrend nó khi mà xuất hiện lượng cung thì cổ phiếu sẽ tích lũy lại. Tích lũy lại kỳ cung rồi sẽ bứt tiếp, đơn giản vậy thôi anh chị. Đấy, cho nên điểm mua tốt anh chị mua từ chân sóng á. Thì chị mình tạm thời mình cứ nắm ở đó trong danh mục T cộng mọi người ha. Đấy, dòng thép thì với cổ phiếu Nam Kim em đánh giá là xung đột nó hoàn diện là nó khỏe nhất trong cái dòng này, cứ sau điểm rũ nè, ở đây quá trình tích lũy nè, có trạng thái test ba đáy nè,
một này, hai là ba là dòng tiền đi vào, thì dòng tiền vào tôi tính mua thôi. Hôm nay nay là cái phiên mà tổ chức họ hấp thụ, họ giữ giá tốt nha. Bình thường những trạng thái giữ giá như này mai về bước là đẹp, T cộng hai về nổ tiếp anh chị nha. Đấy. Thì ngày mai kỳ vọng một cái điểm nổ tiếp theo để kích hoạt nó bước vào một cái nhịp nhịp tăng ngắn, coi là tầm khoảng 15-20% với những cổ phiếu như Nam Kim. Đấy. Thì đó là sự kỳ vọng của mình. Tôi thấy rõ ràng dòng tiền đây vào nè, thì dòng tiền mà nó vào trong cái lúc mà trường rung lắc hoặc là trường điều chỉnh á, thì cái độ an toàn nó cực kỳ cao luôn. Lúc mà em nói cả thị trường họ nghi ngờ, họ run sợ á, thì đó điểm mua an toàn, lưu ý nha. Đấy, đó là với những cổ phiếu trong danh mục hệ khối hàng bên em cũng phân tích với chị mình ngắn gọn. Tại vì em cũng hôm nay do là mình có một số việc bận trên công ty, là có một cuộc họp với các bạn trên nhân do nhân sự để đào tạo các bạn phát triển á, cho nên là em về trễ, mình lên video trễ, thì chủ yếu là lên mình phân tích với chị mình về góc nhìn của thị trường, về dòng dẫn dắt, về dòng ngân hàng và cổ phiếu trong danh mục hệ khối hàng ấy, cũng như cho chị mình thấy những cái góc nhìn của em. À, còn cái phần còn lại những cổ phiếu mà em chưa có phân tích đến đó, thì nếu như mà mọi người có những câu hỏi, thứ nhất anh chị mình có thể để lại cái phần trong phần bình luận bên dưới. Đấy, cứ để lại cổ phiếu trong phần bình luận, em sẽ xem qua và giải đáp cho anh chị mình với những cổ phiếu mọi người đang nắm. Hai là vào buổi khoảng tầm 8 giờ hơn đi, khoảng 7 giờ, hiện tại là 7 giờ 5 phút nè, thì em bật video YouTube xong vào khoảng tầm 8 giờ hơn, thì mình sẽ có một cái buổi live trên TikTok. Thì mọi người xem kênh YouTube, mọi người có thể follow kênh TikTok này của em. Buổi tối nay chúng ta sẽ gặp nhau ở trên TikTok, thì ở đó em sẽ giải đáp và hỗ trợ với chị mình về những cổ phiếu anh chị mình quan tâm, có thể lên đây hỏi em ha. Đấy, còn video ngày hôm nay cũng đến đây, nếu anh chị mình thấy video này hay và bổ ích thì mọi người có thể để lại giúp em một nút like cũng như là một phần đăng ký kênh ủng hộ em làm những buổi video sau tốt hơn. Nếu như có cơ hội muốn đồng hành cùng em và thấy đồng quan điểm, mọi người cứ tham gia vào hệ thống khách hàng. Đấy, bạn trợ lý sẽ hướng dẫn và hỗ trợ cho mọi người. Cảm ơn chị mình rất nhiều, chúc anh chị một buổi tối vui vẻ bên người thân và gia đình. Hẹn gặp lại mọi người vào buổi tối nay đấy, trên kênh TikTok.